muốn ghép cây gì thì cứ yêu cầu. Yêu cầu của chủ đã vào làm và sống. Muốn ghép cây gì thành cây gì cũng được. Ghép cái này thành cái ATM tốt. Vâng. Em xong cái cho xong cái phóng sự cái để đi. Anh để xe đằng đấy rồi à? Đấy, giờ cô lại chơi cả lan này. Cô bán đi. Nhưng mà để chứ không có miếng mua nữa. Cô bán được ra đi cho hết tiền. Cô thấy coi cái chị người ta không lấy tiền. Cô bán được Đài Châu, còn Đài Châu. Thì đấy tôi nói chú vậy chứ tôi có nói gì chú đâu. Ôi. Rất lạ, một cây cây bồ đề mà lại ghép với mai chiếu thủy. Đấy, mai chiếu thủy là lớn, chứng tỏ cái giống mai này nó rất hợp với rất nhiều cây đúng không? Không phải cứ nó. Như này sau nó sẽ thành cây mai chiếu thủy à? Vâng. Các đầu cành đều ghép với mai chiếu thủy. Rất lạ. Rất hay nhỉ. Đấy, từ cây bồ đề. Rất nhiều cách làm hay. Một đây thảo nào cho thấy. Đây là bên này là cây đa đúng không? Cũng ghép mai chiếu thủy đúng không? Này. Bên này là cây đa lông. Cây đa lông này này các bác. Đây cho anh xem. Vâng. Gốc đa ngọn ngọn cây đơn. Cho cháu xe xịt này. Gốc đa ngọn đơn. Chúng tỏ là cây gì cũng ghép được với nhau. Vâng. Ồ. Này này cháu mới biết đấy. Chứ làm gì có gốc nào cũng đơn to như thế này. Đúng không? Gốc đơn cái này có hàng nghìn năm. Vâng. Bây giờ người ta phải chuyển đổi hết chứ. Mà có các cần anh suốt ngày ngồi máy tính các anh vẽ dâu vẽ gì ở trong mồm người ấy thì nó ở đâu ra? Nhưng mà có cần phải thuốc thang gì hay cứ ghép vào nó sống ạ? À có phải thuốc rồi. Thuốc tài nhỉ. Cháu tưởng là cùng dòng với nhau nó mới sống được. Không. Đấy. Cứ đầu cành thôi. Cứ đầu cành nó bổ ra. Đây các anh cho các cháu nó xem những cái ấy nó chơi trò chơi ấy thì anh thấy nó vẽ người thế cái bọn kia nó có cần gì cần mỗi mặt anh nó đội mũ mặc con đê thắt cà la vát đeo vòng tàu anh thấy không. Bây giờ thì cây nó cũng thế thôi này. Hay quá nhỉ. Bây giờ nó này mà gì có cây nào mà có cái gốc đẹp đẹp nhỉ xong mình ghép vào cái dòng mình thích vào. Nhà anh có những cái cây gì mà muốn chuyển đổi thì gọi điện cho tôi. Thế bác cho cháu cái số cái. Vâng. Có gì cho alo hoặc là anh ai người ta biết người ta alo. Vâng. Người ta thích người ta alo. 0168. Rồi. 0168. Vâng. Rồi. 7072. 0168 7072. Vâng. 788. 788. Bác tên là gì nhỉ? Tên là Phượng. Tên là Phượng. Cây gì cũng có thể ghép được đúng không? Vâng, cây gì cũng được. Tên là Phượng. Mình là quê ở đâu hay là ở trên này? Không, tôi quê Thái Bình. Cầu Tân Đệ. Cầu Tân Đệ. Đấy. Cái này thì khoảng bao lâu thì nó được ạ? Nó độ khoảng cái tầm 20 ngày. Nhanh. Đây. Đấy, những cây này là toàn bộ khu ghép. Còn ghép ở đây lâu. Vâng. Khu vực này nhiều lắm. Bao nhiêu nhà là đấy những cây này đấy những cây kia đấy cái cây tàu màu kia đúng đấy cái cây tàu màu kia nó có phải là cây ấy đâu nhưng người ta ghép đơn vào thành cây đơn đỏ cây nó biểu thị nó gần như là đúng cái rồi. Cây nhẹn đấy nòm lá nó khác hoàn toàn đúng rồi thế sau lại thành nó sẽ thành cái hoa này sau lại thành cây mẫu đơn đấy tài đỏ thành trắng trắng thành vàng
kia, cây kia nó còn sót một hai bông trắng anh nói thấy không? Đó. À. Tức là cây kia nó là cây hoa trắng, người ta chuyển đổi thành cây hoa vàng. À. Tài tình nhỉ. Đấy toàn tôi làm. À. Hay quá. Alo à? Em ở chỗ cô Vững xem ghép mấy cây hay quá. Vâng. Xem. Trong vườn đang xem bác này, bác ghép cây hay quá. Vâng vâng. Đấy, đi đi bao nhiêu nơi rồi mà vâng. Bây giờ mới biết mấy cái vâng. Cháu thường chỉ nghĩ là chỉ ghép được những cái cây cùng họ với nhau thôi. Vâng. Ví dụ mẫu đơn thì chỉ ghép được với mẫu đơn, bồ đề vâng. Ghép với bồ đề thôi. Này để Mai Chú Thủy lại ghép với bồ đề. Đấy. Trẻ nhét vào. Ghép nhiều loại cây khác nhau. Chứ còn tránh ghép với cam với quýt thì nó đơn giản. Cùng nhóm nhựa thì nó lại đơn giản. À, okay. Bây giờ nó phải ghép từ nhóm mông A sang nhóm mông B. À. Thế... Nói chung là chơi được hết đúng không? Vâng. Sang cả nhóm mông C luôn. À. Nhưng người thì chỉ ghép được có một nhóm mông à. Thôi. Nhưng mà những cái như này thì sau có phải gỡ ni lông bao lâu thì gỡ ni lông? À không phải gỡ anh. À tự nó lâu ngày rồi nó sẽ mục. Tự nó toàn mầm ra là tự nó ấy đúng không? Tự nó phân hủy hết. Cái này nó mưa nắng được mấy đâu mà. Nó bền thế này nhưng mà mưa nắng chả được mấy đâu. Mà. Tài nhỉ. Cứ nó mục đi. Đúng giờ này mới biết người anh cháu ở khu này à? Vâng, cháu hay ra đây chơi xem cây với quay phim à. Thì nay ra anh chơi chắc, tí mà lại hôm nay chắc đừng nghỉ chứ chắc làm công tác ấy chứ. Dạ vâng. Vâng. Tưởng hôm nay đi đám ông ấy à, Trần Đại Quang. Vâng. Đám rồi có các cụ bộ chính trị đi rồi. Vâng. Chắc đầu ngành đi rồi. Hay nhỉ. Đấy. Ra xem cái này hay quá này anh. Nghệ ghép nhân là ghép. Xong cái này lại ra lại mỗi cây một hoa mỗi nhà một trái phải không cô? À vâng vâng đúng thế. Đấy bồ đề Trương Mỹ hay là Thanh Mai ra đây à? Vâng không Thái Bình. À. Mai Chú Thủy lại ghép với bồ đề. Mai cháo đấy. Và có nghĩa là cũng kiểu như cây có 5 loại quả Tết chơi. Ấy. Chín loại quả. Đây lại khác dòng với nhau vẫn chơi được với nhau. Chín loại quả. Cam, quýt, bưởi, ổi vẫn là trên một cây đấy. Phải. Ghép này là để phục vụ Tết này hay là phục vụ không phục vụ cho người chơi. Nghĩa là lấy cái gốc này. Biết rồi. Nhưng mà biến nó thành cây Mai Chú Thủy. Cây bồ đề sau lại thành cây Mai Chú Thủy. Kia cây đa sau lại thành cây Mai Chú Thủy. Ta. Là... Cú cẩn thận là bị đứt mất cái mầm, gãy mất cái mầm ở đấy thì nó không ra mầm được. À. Xem cái cây đây cây đa. Cây đa lồng. Đây là ghép cây gì vào đây ấy? Mình là đang ghép cây gì vào cây đa này đấy ạ? Mình là đang ghép cây gì vào cây đa này đấy ạ? À cây mẫu đơn à? Cây mẫu đơn là ghép với cây đa. Hay quá nhỉ. Đây là một cây đa. Tài rất hay. Kìa kìa cái cây gì cao đùng to đùng này kìa. Đã cũng đã ghép thành một dòng cây khác. Đấy tài. Đây có số liên hệ đấy thì
ai cần nhu cầu ghép gì thì cứ alo cho bác. Đây vườn này mà vững này, mới láng cái khu này để chuyển cây ở đây chứ chưa lên cây mới. Nghĩa là chủ cây là muốn ghép cái gì vào thì là sẽ ghép cái đấy luôn. Vâng. Và đảm bảo là sống. Chủ vườn mà muốn ghép, nhu cầu muốn ghép loại gì vâng. thì là được loại đấy. Vâng.